Ngày 14 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1199 về việc phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, thời kỳ 2021-2030 mở nâng cấp 8 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu song phương, 17 lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc các cặp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương và một lối mở, cửa khẩu đặc biệt. Trong số 8 cặp cửa khẩu quốc tế được mở và nâng cấp, tỉnh Lào Cai có hai cặp cửa khẩu là Mường Khương, Kiều Đầu, Vân Nam, Bản Vược Bát Sát, Bà Sa, Vân Nam. Lào Cai cũng sẽ có 6 lối thông quan đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc các cặp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương được mở. Chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đến các cửa khẩu quan trọng. Đầu tư có định hướng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ nhằm hình thành hệ thống cửa khẩu xanh, sạch với mục tiêu thông quan nhanh chóng hiệu quả hình thành các khu vực cửa khẩu biên giới có hoạt động thương mại, logistics, du lịch và dịch vụ phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu giao thương giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Trên cơ sở nội dung quyết định 1199 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý, chủ động nghiên cứu nội dung, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung chỉ đạo thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3 tháng 11 năm 2023.